Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Không cho tù nhân lương tâm được chăm sóc y tế, sự vô nhân đạo của đảng. Tin từ AFA tiếng Việt ngày 15 tháng 6 cho biết, nhà hoạt động Trần Bang kháng cáo án sơ thẩm, sức khỏe ngày càng xấu đi. Theo đó, nhà hoạt động Trần Văn Bang còn được gọi là Trần Bang đã kháng cáo bản án sơ thẩm, trong khi không được chữa trị, khối u trên cơ thể ngày càng to ra hình ảnh bản tin trên AFA. AFA cho biết hôm 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt ông Ban 8 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước trong một phiên tòa chỉ kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. AFA dẫn lời người em của ông Ban cho biết ngày 15 tháng 6 như sau. Anh Bang đã làm đơn kháng cáo và gia đình được luật sư Trần Đình Dũng thông báo rằng tòa án đã chấp nhận đơn kháng cáo này, giờ chỉ còn chờ tòa án xếp lịch xét xử phúc thẩm. Người này cho biết trong lần gặp mặt ngày 2 tháng 6 tại trại giam của cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, tinh thần của anh ruột mình rất vững vàng, tuy nhiên sức khỏe yếu đi. Ngoài mắt đau và tai ù, ông còn bị đau xương khớp. Đặc biệt khối u ở vùng bệnh vẫn đang phát triển và gây cho ông nhiều đau đớn nhưng vẫn không được đi xét nghiệm sinh thiết để có thể biết có nên phẫu thuật cắt bỏ hay không. Tháng 12 năm ngoái ông được đưa đi khám bệnh ở trạm xá của trại tạm giam Chí Hòa và bệnh viện 30 tháng 4 của Bộ Công an và bác sĩ khuyên ông nên mổ sớm khối u này. Theo AFA, ông ban và gia đình đã làm đơn đề nghị với giám thị trại giam cho ông được đi xét nghiệm sinh thiết nhưng chưa được chấp thuận và ông cũng chưa được khám lại. Người em của ông nói Ông Bang 62 tuổi được nhiều người biết đến với nhiều lần xuống đường tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc trong các vụ xung đột với Việt Nam ở Biển Đông. Ông Bang từng bị an ninh Việt Nam đánh đổ máu đầu trong một lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2015. Ông cũng là thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, nơi quy tụ nhiều nhân sĩ trí thức cổ suý cho nhân quyền, cải cách chính trị và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đồng thời, ông cũng là thành viên nhóm Vì Môi Trường, một nhóm xã hội dân sự đấu tranh cho những bất công ở Việt Nam. Hình ảnh nhà hoạt động Trần Bang. Ông cũng rất tích cực trợ giúp gia đình, tù nhân lương tâm và những người hoạt động gặp hiểm nguy. AFA cho hay, trong phiên tòa giữa tháng 5 vừa qua, ông bị kết tội sử dụng 3 tài khoản Facebook gồm Trần Bang, Bang Trần và Trần Chos để soạn thảo và đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ bán, nói xấu chính quyền nhân dân thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân thể hiện thái độ thù ghét, bất mãn đối với chính quyền, đảng, nhà nước và các vị lãnh đạo. Vẫn theo AFA, trong phiên sơ thẩm, ông Bang nói rằng các tài khoản này đã bị hack và ông không sử dụng chúng từ lâu. Tuy nhiên, lập luận của ông không được chấp nhận. Luật sư bào chữa Trần Đình Dũng thì cho rằng trong hồ sơ vụ án có một số tài liệu chứng cứ điện tử còn thiếu cho nên đề nghị rút lại hồ sơ khi nào làm cho rõ ràng thì có phán quyết, nhưng đề nghị của luật sư cũng bị bác bỏ. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông, còn nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên hiệp quốc cho rằng việc bắt giữ ông vi phạm nhiều điều khoản của các công ước về nhân quyền mà Hà Nội đã phê chuẩn. AFA cho hay Nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên không cho tù nhân lương tâm được chăm sóc sức khỏe, kể cả các bệnh nan y và lây nhiễm, dẫn đến nhiều cái chết tức tưởi trong tù. Có thể kể đến những cái chết oan ức như anh Huỳnh Anh Trí mất năm 2014 do nhiễm HIV trong tù. Thầy giáo Đinh Đăng Định mất do ung thư dạ dày mà không được chăm sóc y tế cũng trong năm 2014. Ông Phạm Văn Thu mất năm 2022 do bệnh nặng và không được chăm sóc y tế và rất nhiều cái chết đau đớn khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin không cho tù nhân lương tâm được chăm sóc y tế, sự vô nhân đạo của Đảng, Việt Nam bất lực trước sự hung hăng của Trung Quốc. Ngày 12 tháng 6 AFA tiếng Việt có bài bình luận của tác giả Nguyễn Hồng với tựa đề Với 40 Việt Nam bất lực trước sự hung hăng của Trung Quốc. Theo đó, qua sự thụ động của Việt Nam tại đối thoại shangri lần thứ 20 và sự bất lực trong đối phó với chính sách tàm ăn dâu của Trung Quốc, chưa thấy có triển vọng bứt phá nào trong sự kết nối mới giữa Việt Nam với các định chế khu vực. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả nhận xét, kỳ này tại đối thoại shangri lần thứ 20, Việt Nam đã dự đoán trước được sự đụng độ căng thẳng giữa các cường quốc đặc biệt là giữa hai bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tâm điểm của xung đột vẫn là xuất phát từ hai quan niệm đối nghịch nhau về trật tự thế giới hiện hành. Các đồng minh và đối tác của Mỹ đã hình thành ngay một bộ tứ thứ hai tại kỳ hợp này, mà mục tiêu không có gì khác là để đối phó với mọi mưu đồ của Trung Quốc. Tác giả Mỹ Mai, phải chăng Đại tướng Phan Văn Giang muốn tránh voi chẳng xấu mặt nào, nên đã không đi dự đối thoại Shangri-La lần thứ 20 người đi thay Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến chỉ ngồi lắng nghe, dường như không phát biểu gì. Tuy nhiên tác giả cho rằng nếu ông ngồi im như thế thì thật là phí. Các đội tàu và các lực lượng hải quân Trung Quốc đang cày xới trong vùng EEZ của Việt Nam. Ít nhất ông Thứ trưởng vẫn phải đưa vấn đề này ra tại diễn đàn an ninh chứ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 25 tháng 5 từng kêu gọi Trung Quốc rút khỏi vùng EEZ của Việt Nam Trung Quốc không những không đáp ứng mà còn tuyên bố trước thế giới làm gì có chuyện tàu Trung Quốc xâm phạm EEZ của nước khác. Tác giả nhắc lại, tại đối thoại Shangri-La lần thứ 19 vào năm ngoái, đại tướng Phan Văn Giang đã gặp bộ trưởng Austin của Mỹ. Hai bộ trưởng đã đánh giá kết quả hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại tham vấn, trao đổi đoàn an ninh biển đào tạo, tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Còn năm nay, Đô đốc Linda Fagan, nữ tư lệnh đầu tiên của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, đã có chuyến thăm đến Việt Nam. Nữ Đô đốc 4 sao này khẳng định Hoa Kỳ trân trọng sự tham gia và vai trò của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam trong các sự kiện hợp tác đa phương. Hình ảnh tàu tuần duyên Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Tác giả tiếp tục nhận xét, sự hiện diện của Việt Nam tại đối thoại shangri lần thứ 20 vừa qua ở mức tối thiểu. Đoàn Việt Nam dự đối thoại chỉ có 5 người, số lượng thấp nhất từ trước đến nay. Và năm nay, lần đầu tiên cả đoàn quốc phòng Việt Nam mặc áo dân sự. Và tác giả đặt câu hỏi có phải đoàn Việt Nam muốn đẩy chính sách 4-0 lên mức cao nhất, tức là có hàm ý chỉ muốn quan sát đối thoại shangri lần thứ 20 từ khía cạnh an ninh phi truyền thống, thậm chí là thuần túy về mặt dân sự. Theo tác giả, trong khi đoàn Việt Nam không phát biểu gì, thì tướng Austin của Mỹ lại nhắc đến Việt Nam 3 lần trong phát biểu chính thức. Tướng Austin đánh giá Indonesia và Việt Nam đã có những bước đi táo bạo trong việc giải quyết tranh chấp biên giới trên vùng biển hai nước và đấy là kết quả sau 12 năm đàm phán khó khăn bộ trưởng austin cũng trả lời câu hỏi liên quan đến sự khác biệt về chế độ chính trị giữa hoa kỳ và việt nam nhìn từ tình huống này những nỗ lực của việt nam để có được sự hỗ trợ từ hoa kỳ đã đạt được thành quả bước đầu tác giả dẫn lời một chuyên gia có mặt tại đối thoại để thuyết phục người khác trong bối cảnh ấy tốt hơn hết là đoàn việt nam nên phát biểu ý kiến tại một sự kiện lớn như thế này bởi vì việt nam muốn mỹ đẩy tàu khảo sát trung quốc ra khỏi vùng biển phía nam việt nam nếu có thể. Vậy thì trong tương lai, sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ là một kiểu hợp tác để đạt được mục tiêu như vậy. Tác giả kết luận, qua sự thụ động của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La lần thứ 20 và sự bất lực trong đối phó với chính sách tầm ăn dâu của Trung Quốc, chưa thấy có triển vọng bứt phá nào trong sự kết nối mới giữa Việt Nam với các định chế khu vực, dù cho đến nay đã có đến hai bộ tứ trong không gian Ấn Độ, Thái Bình Dương tự do và rộng mở quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Việt Nam bất lực trước sự hung hăng của Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm đê